Đây là mẫu mới hả em? Dạ đúng rồi. Đây là mẫu 34K, 3 dòng đúng không anh? 24K đúng không? Con này bao nhiêu tiền nhỉ? Giá hiện tại là 6 triệu 7. 6 triệu 7 đúng không? Đây các bạn nhìn này, rất là đặc biệt. Hôm qua mình mua con này nè. Con này cũng khá là to đó. Bây giờ em đeo cho anh. Chất rồi. Nhìn nó vô đi. Đẹp không? Chắc anh chốt cái này luôn đó. Nhìn con chàm luôn, chàm rất là chàm. Đẹp nhỉ? Okay. Các bạn xem. Con mới này. Đây là ba con rồng nhỏ nhá. Đây mình tính tiền rồi nhá. Bật phong thủy đây. Đấy. 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 Mình mua này là cả nhà mình mua mỗi người một con khác nhau đấy. Để lấy may mắn. Đồ gì các bạn? Đây, đồ gì nhé. Ok. Rồi, cho anh chào các bạn. Ở đây không? Ở đây. Chưa. Rồi em đeo giúp anh đi. Cái này ha. Quay chưa? Rồi quay. Giống không thời gì đó. Nhìn nó dễ thương. Đáng yêu không các bạn? Dễ thương ha. Chàm. Chàm gái yêu nha. Người dùng yêu các bạn. Tạm biệt. Ok. Hãy cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh chị. Ok, em giới thiệu cho anh con này được không? À, anh đang quay đây, em cứ nói đi. À, em nói về giá cả xong giới thiệu cho mình. Ờ, em cầm đây. Tên của con này là con gì? Đây con tỷ hưu của em nhỉ? Đây có vẻ là con to nhất của em. Outside the door, the white snow.
falling. The church bells echo from the holy night. You are singing hymns in the splendid and majestic church. Your voice is like an angel coming down here, hoping for world peace. May there be no in the world, the holy song echoes in the air. The baby God was born tonight. The land of lemmings glows. The power of God spreads throughout the world. I sing beside Christmas music play, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay. Chào em, cảm ơn em. Ok, đây nhá, mình đã thanh toán nhá. What a beautiful memory. Okay. When I met you for the first time. Okay, come on. In okay. The cold winter. Okay. You took me. Come on. Bên chủ á? Dạ, bên chủ. Dạ. Nhà này em đến nhìn phòng tắm. Ba phần ba trọng lượng sẽ nằm ở góc con của mày. Dạ, cái này là cham hồ ly á chị. Hồ ly chín đuôi. Dạ. Cái này mình đeo có thể là mình đeo phong thủy. Cái này nó cũng đại diện cho tình duyên. Dạ, quá là đẹp luôn. Đây là thiết kế mới của có thương hiệu của em, có cái gì nhá. Phở Tây Lăng Hà Nội. Đấy, Phở Tây Lăng Hà Nội nhé. Việt bay trên tuyến, cờ đỏ sao vàng tiên quân. Việt Nam chiến thắng, màu cờ in hình núi sông. Dù sự tên dù xây nước non quê nhà, như Bác Hồ ngày đêm ngóng trông. Hình Bác nhớ in trong tim, lời Bác chúng con không quên. Biểu pháo lên đồi cao, bắn rơi máy bay của thù. Từng đoàn bộ binh tấn công vương bão, từng đoàn xe tăng tấn công nhanh qua. Biểu pháo lên đồi cao, bắn rơi máy bay của thù. The Christmas season.
outside the door, the white snow is falling gently. The church.